Vừa mà buông ra khỏi là sơ minh tuệ. Vừa buông ra khỏi sơ minh tuệ, quý vị thấy không? Nhậu nhạt linh đình. Buông ra khỏi ông sư minh tuệ đó, nhậu nhạt linh đình đó, rồi kể như là có những phát ngôn là nó cực kỳ mất dạy. Tôi nói rồi, tôi nói cái đám này đó là vô chỗ sư minh tuệ, chẳng qua là thấy ông sư minh tuệ quá nổi tiếng rồi đu vô để mà lấy hình ảnh thôi. Bây giờ nó cũng lập một cái kênh TikTok, chắc về tương lai chứ cũng bán hàng bán đồ gì đó. Bây giờ cái lượt người theo dõi cũng rất đông, nhưng mà nó cũng có những cái chia sẻ những cái phát ngôn nó cũng là sạch mùi mất dạy. Tí nữa quý vị sẽ nghe. Cái ngày mà nó còn theo ông sư Minh Tuệ đó quý vị, à, thì nó thật sự nó đang tôn trọng cái áo của nó tôn trọng cái nồi cơm điện của nó. Vì sao? Vì đó là một trong những cái hình tướng mà để cho người ta nhìn, để người ta kể như là hiểu, để người ta ngộ nhận, à, nó là một ông sư. Nó đang mượn hình tướng những cái mà nhà, cái áo nè, cái nồi cơm điện nè, cái đầu trập của nó nè, là để cho người ta lầm tưởng nó cũng như ông sư Minh Tuệ. Người ta mới tôn kính, người ta mới tôn thờ nó. Rồi bản thân nó tự xưng nó là một trong những là thầy hộ pháp bảo vệ cho sư Minh Tuệ. Xin lỗi quý vị, vì sao tôi gọi thằng này bằng nó bằng thằng? Vì nó nhỏ tuổi hơn tôi. Cái thằng này nó cực kỳ mất dạy. Hôm nay nó có những cái phát ngôn cực kỳ mất dạy. Tôi nói rồi, nó đi theo ông sư Minh Tuệ đó, không có quyền lợi thì không bao giờ nó đi. Nó theo ông sư Minh Tuệ đang có những cái ý đồ riêng của nó, cho nên nó đu theo ông sư Minh Tuệ. Quý vị nghe những cái phát ngôn của nó là quý vị hiểu nó có tôn trọng ông sư Minh Tuệ không? Nó cho rằng cái áo đó, nó cho rằng cái áo của ông sư Minh Tuệ đó là một trong những áo của cái bang, cái áo ăn mày đó quý vị. Nó mất dạy cỡ đây đó mà quý vị, à, có nhiều vị đó, đó vẫn là lên tôn thờ thằng này như một vị thánh. Bản chất của nó quá rõ, bản chất nó quá rõ, một trong những thành cơ hội. Vì sao là cái áo sạch sỡ mà của sư cho và bên cái đồi quê trên cang Hải Dương, thanh Hải Dương, thì bây giờ chính quyền địa phương công an là ngay ngày hôm nay là có 4 người ở trên bên bộ nội vụ, rồi có công an an ninh là xuống tận xã tận trường nói chuyện với Kim Cang, khuyên cùng Kim Cang luôn, là người ta có khuyên là có tu ở chùa hoặc tu ở nhà, khuyên là không nên mặc áo và khuyên là không nên đi lang thang theo đoàn nữa, tắc đường ảnh hưởng giao thông xã hội, chứ không mọi người không hiểu lại bảo Kim Cang là về cũng thế giới. Bây giờ ở quê lại không ai mặc cái bộ quần áo mà theo gọi cái ba ngăn mày 5-7 màu như vậy. À, nó bảo nó đã về nhà rồi. À, mắc gì nó phải mặc cái bộ áo như là cái băng như ăn mày vậy. Mày là một thằng mất dạy đấy. Mấy ngày vừa qua là mày đu theo ông sư Minh Tuệ, rồi mày tôn thờ. Đó là một trong những cái gọi thằng này nó đang có những cái giả trăng. Nó đu theo người ta gọi là tung hô nó quá trời luôn. Không, quý vị thấy không? Cái mặt nó lên lúc nào cũng dinh dinh bật bật, chứ nó đâu phải là một trong những cái thứ mà tử tế gì. Rồi bây giờ nó về được nhà đó, nó nói là bây giờ con vẫn là thực hiện 13 hạnh đầu đà, à, nhưng mà tối con phải vô nhà con ngủ. Là loạn chọn một ông sư minh đạo giống như Đồng Tháp nữa xuất hiện nữa. Mày mà mày giữ được 13 giới của hạnh đầu đà thì nói thật sự mày đâu có lớp cái mặt mày vô cái bàn nhậu mày ngồi. Mày đâu có cầm ly cà phê mày lắc lắc ra mày uống. Mày đâu có ngủ trong nhà. Mày đâu có ăn mặc kiểu đấy. Mày không ăn mặc kiểu đấy thì không ai bắt buộc mày đó phải ăn mặc như ông sư Minh Tuệ. Nhưng mày đừng có chê, mày đừng có chửi mày một người mà mày từng cái là thần tượng. Bây giờ nó chửi ông sư Minh Tuệ là cái ăn mày.
nó mặc bộ đồ như anh mày như vậy, ở đây người ta không có cho, người ta không có cho mày mặc thì mày có cần thiết mày phải lên mà nói là bộ đồ anh mày không, có thằng mất dạy mày mà hộ pháp cái gì để mày có cái hộ gì chứ mày là hộ pháp. Để mày hộ pháp thì không thể nào thật sự mày đã kính trọng một người như ông sư Minh Tuệ, không bao giờ nó thật sự mày lên mà có những ngôn từ mất dạy thế dành cho ông đâu. Nhiều người vẫn còn tung hô trợ hộ pháp mà bây giờ nó vẫn còn xưng nó là thầy của thiên hạ đó quý vị. Quý vị nghe mà nó thật sự có cảm thấy bức xúc hay không? Chữ nghĩa là không có một cái gọi là một cái gì đó làm vốn thằng nào là một trong những thằng mù chữ. Đó. Mà bây giờ nó lên làm thầy của người ta thì nó dạy cho người ta cái gì? Đấy. Nó làm thầy người ta, nó dạy cho người ta cái gì? Trong khi đó nó bảo rằng nó là cũng là một trong những người mà đầu trần chân đất. Quý vị thấy nó mang cái đôi dép lào, đúng không? Chân đất đâu ra mà nó lấy cái gọi là nó lấy cái mình rất mà nó gọi là nó mặc vô, thật sự nó đang phỉ báng của sư Minh Tuệ. Cái y của ông sư Minh Tuệ quý vị nhìn đi, nó đẹp như thế nào. Ông khi ông may cái y, ông đã có sự tính toán phải biết là phối cái màu nào với cái màu nào, rồi cái màu đó nó nằm ở vị trí nào nó mới phù hợp. Ông nội nó năm nay nó đem giống một mình rách, nó đem nó trầm lên đó. Rồi bây giờ đó nó lớp được về nhà đó rồi đó, nó đi nó phí bán lại ông sư Minh Tuệ. Nó bảo rằng là cái như là cái bộ đồ như cái băng như anh mày đó thì ai mặc, về đây rồi, về đây rồi đâu cần mặc những bộ đồ đó. Cái mấy ngày vừa qua mày lớp vô chỗ cái ông sư Minh Tuệ để mày làm cái gì? Kiếm ăn không được đúng không? Tôi nghe cũng có một vị, tôi nghe cũng có một vị là lên tố đó. Là cũng có người là kiếm được khoảng là mấy tỷ rồi đó quý vị. Không biết là hộ pháp nào nhưng có người là kiếm được mấy tỷ, tí nữa tôi sẽ để bà con nghe cái đoạn đó. Cũng một cái vị cũng đi chung với ông sư Minh Tuệ, người ta cũng đã lên người ta tố giác rồi. Đêm hôm tôi có nói cái vấn đề ra trên cái kênh của là đời thường đó. Bây giờ là thằng này nó lên, hôm nay nó lên rất nhiều clip. Nó lên gọi là nó cũng là sạch cái mùi gọi là sắc sượt. Không ai đây được cái việc gì. Mà tự nhiên mình làm như thế thì nó cũng nổ. Và thứ hai là cơ quan là bắt Kim Cang ký vào cái cam kết là không đi lang thang và không đi xây đổi. Bây giờ những Kim Cang mà tự nhiên mà cái áo thì nó chả đâu có đâu cả. Còn cái áo thì không làm nên thầy tu. Còn Kim Cang là về là vẫn giữ đủ 13 giới quản đầu đà như. Có một giới là chưa giữ được. Mọi người biết không? Giới của cổ đầu đà là phải mua cái địa. Thì Kim Cang về thì Kim Cang phải mua nhà chứ làm gì ra cái địa được. Ông thấy luôn. Nên là nói với cộng đồng mạng thế. Còn đâu là trước đây là Kim Cang là cái bản ngã nó hơi cao. Vì là Kim Cang này buôn bán ở ngoài xã hội. Giờ mà anh còn xưng anh là Kim Cang nữa chứ. Mày nó thật sự mày dạng kim thiên heo với mày kim cang gì? Mày dạng kim thiên heo đó hiểu không? Kim cang giữ loại như mày. Ê, mà đang phí bán thần Phật. Mày tự nhận mày là kim cang hộ pháp đó, là mày đang phí bán ông kim cang. Ông kim cang ổng là một người cương trực. Chứ không phải cái loại như mày. Cái loại mày mà đang phán thầy mày lừa bạn mà mày kiếm căng cái gì? Vợ con mày còn vứt cái cho xã hội. Bây giờ sao rồi? Bây giờ gì gọi là gương vỡ lại lành rồi đúng không? Mà kiếm căng chỗ nào? Mày kim của mày là dạng kim đi thiến lợn chứ không có kiếm căng. Mày đừng có dùng cái từ kiếm căng và mày đừng bao giờ mày xưng thầy với bất kỳ ai nữa. Tao thấy từ thầy mày xưng ra tao thấy tao nhục lắm. Chỉ có những con người đó thật sự họ tôn mày lên làm thầy, thật sự mày là một cái thằng cù trành. Mày thầy ai? Mày kim cang cái gì ở đây? Cực kỳ sắc láo, đây là một trong những cái thằng mà cực kỳ sắc láo. Nó vô đoàn, nó đi theo ông sư Minh Tuệ xong bây giờ quý vị nó quay sang nó phỉ bán lại cái gọi là cái sách phục ông sư Minh Tuệ. Nó phỉ bán cả cái hạnh tu của ông sư Minh Tuệ. Nó ngồi nó bưng ly cà phê nó lách lách cái này quý vị. Nó bảo bây giờ đó
Con gì ở đây? Con cũng là thực hiện 13 hạnh đầu đà, nhưng bây giờ con uống cà phê, tối con phải vô nhà con ngủ. Mày uống mày ăn cái gì kệ mày chứ, mày ngủ đâu kệ mày chứ, có ai tôn trọng mày là ông thầy đâu. Tôi nói thật sự quý vị, tôi chỉ là tin tưởng một mình ông Sư Minh Tuệ. Còn cái nhóm bay dơ này đó, tôi không có tin tưởng. Tôi nói ngay từ đầu rồi, cái nhóm này là một trong những cái nhóm tạp nham, nó đu theo ông Minh Tuệ để mà nó kiếm ăn. Bây giờ quý vị thấy bản chất rõ thằng này chứ. Bây giờ quý vị thấy bản chất rõ chứ. Nó bưng ly cà phê lên mà nó nói rằng nó vẫn thực hiện 13 hạnh đầu đà, thì xin thưa quý vị, đã tôi không còn non nước là tôi nói. Và cái hình vừa rồi tôi đưa quý vị xem đó, nó ngồi trong bàn nhậu luôn, nó ngồi trong bàn nhậu luôn đó, mà nó giữ giới giữ cho thế nào. Hồi giờ quý vị có thấy ông Sư Minh Tuệ đó, ông uống nước, ông cũng cầm đổ vô trong bình bát, ông uống đàng hoàng. Chứ ông không phải như cái loại này, cái loại tạp nham này. Nó ăn uống thì thật sự đó là việc của nó, nhưng mà nó đừng có phát ngôn là nó bây giờ vẫn thực hiện 13 hạnh đầu đà. Đây là một trong những cái nó đang phỉ bán cái hạnh đầu đà, và trực tiếp là ông Sư Minh Tuệ. Một trong những cái câu từ mất dạy, không thể chấp nhận được. Ở cái ngày xưa mày tự mày lớp vô chứ có ai lôi kéo mà đâu thằng kia. Đó. Mày lớp rồi đó, bây giờ mày đi không được, mà cũng do chính những cái loại này đó quý vị. Do chính những cái thứ này đó, cho nên ông Sư Minh Tuệ là ông phải dừng bộ hành. Chứ còn không có những cái loại này đó, thì xin thưa quý vị, ông Sư Minh Tuệ ổng không bao giờ mà ổng dừng đâu. Nó đang làm ảnh hưởng hạnh tu của người ta. Bây giờ nó lên quý vị nghe nó nói không? Đó, quý vị nghe nè. Quan học, mình nói với tôi những cái sự thật mà là chúng ta thì quan miệng thôi chứ không có gì đâu. Thì hôm nay là cũng được, thì cũng xin cộng đồng bạn bỏ quá từ hôm nay là nếu chúng ta có gặp bất cứ ai trên mạng hay là ở ngoài đời thường thì chúng ta xin quan của tất cả mọi người để nói câu chuyện đấy mới là đúng cái của người tu. Chứ tu mà bản ngã cao quá thì không phải là tu. Nhưng đây là câu lời xin lỗi chính thức của chúng ta, mà từ trước nay là quá sưng hô với ai là thầy ấy, thì bỏ quá cho chúng ta quay đầu là bờ. Chứ còn đâu cái câu thầy hay bà thì nó cũng không được đồng nào đâu, nhưng mà mình suy nghĩ này nó không đúng. Mình mới tu quá khoảng tầm một tháng, thầy bà này ra một câu kinh để đôi không biết, chỉ không biết mỗi câu A Di Đà Phật. Thế nhưng mà mục đích chúng ta là đi bảo vệ sư phụ thôi. Chúng bay thủ bác gọi là yêu quái đến hay là hai bác ngạc sư phụ là kim ca là sẵn sàng bỏ xác luôn. Còn kim cang là đi bảo vệ sư phụ là kim cang bay người có tiền luôn. Bây giờ ở quê lại không ai mặc cái bộ quần áo mà theo gọi cái ba năm này 5-7 màu như vậy, mà không ai bê cái lục trong điện đi xin khổ đầu đà là nó vất vả mà không có tiền bạc gì cả. Buổi sáng thì xin bắt cơm nguội, không tiền bạc thì không được cái gì luôn. Kim cang là đi bảo vệ sư phụ là kim cang là bay người có tiền luôn. Tới của khổ đầu đà là phải ngủ nghĩa địa, thì kim cang về thì kim cang phải ngủ nhà chứ làm gì ra thiên địa được. Mình mới tu quá khoảng tầm một tháng, thầy bà đấy ta một câu kinh vẻ đôi không biết, chỉ muốn biết mỗi câu A Di Đà Phật. Kim cang là bây giờ ở trên mạng thì người ta cũng biết rất nhiều, mà tôi đi về quê là ai cũng nhận ra tôi vì tôi đẹp trai. Kim cang là được thầy Minh Tuệ đặt cái tên Kim Cang, chứ không phải sư phụ cho phép uống cà phê mấy là chè buổi sáng. Mới đi tu được đúng 2 năm ngày, thầy Minh Tuệ nào mà đặt cho mày cái tên Kim Cang thành bây giờ. Ê, ông Sư Minh Tuệ ông đâu có nhận đệ tử đâu quý vị, mà mày cho rằng ông Sư Minh Tuệ ông đặt mày là Kim Cang. Mày Kim Cang, mày ham ăn ham uống, mày ham cái như là cái gọi là cái quyền lực, rồi mày vô đấy rồi mày tự mày nhận mày là Kim Cang, chứ ai đặt mày là Kim Cang? Ê, ông Sư Minh Tuệ nào mà ông đặt mày là Kim Cang? Mày là thằng kim, là kim cái như là thiên heo thôi, chứ mày không phải kim cang. Mà đang lợi dụng hình ảnh ông Sư Minh Tuệ để mà vô mà kiếm ăn. Chứ mày kim cang cái gì ở đây? Mày kim cang chỗ nào? Quý vị nghe nói không? Nó vẫn là thực hiện 13 hạnh đầu đà đó. Nhưng mà tối lại nó cũng phải về nhà nó ngủ. Cà phê nó bưng nó lắc lắc đó quý vị. Bàn nhậu là vừa rồi tôi đưa quý vị xem tấm hình đó. Nó cũng lết cho nó chơi luôn. Mà nó bảo rằng bây giờ đó, thà nó nói cái gì đó là cũng được. Nhưng mà tôi thấy rằng một cái thằng đây gọi là một trong những cái loại mà bây giờ
Ngày xưa nó đu vô ông sư Minh Tuệ, bây giờ nó bảo rằng bây giờ đó không ai mà cái như là mặc cái bộ đồ ăn mày mà nhiều sắc nhiều màu đó, giống như cái thằng Thăng Long TV nó bảo rằng phân lô bán nền đó. Còn giờ thằng này nó bảo rằng cái bộ đồ mà nhiều màu như ăn mày, rồi không ai mà dắt nồi cơm điện đi xin. Cái ông nội mày, cái tại sao ngày xưa mày lết vô ông sư Minh Tuệ, tại sao ông sư Minh Tuệ ông đi được trong vòng là mấy năm trời mà bây giờ ông phải dừng, là do cái loại như mày đó, thằng phóng phóng lợn, chứ không có cái loại như mày. Xin thưa là ông sư Minh Tuệ ông vẫn bình an, ông vẫn đi bình thường, đúng không? Ông vẫn thực hiện cái hạnh đầu đà của ông, đâu phải là để cái thứ này vô bây giờ nó lợi dụng người ta cho đã rồi. Nó lợi dụng người ta cho đã rồi, bây giờ quý vị nghe mà nó gọi là nó ra, nó gọi là nó phí bán lại. Đây là một trong cái hiện tượng nó phí bán ông sư Minh Tuệ. Đây là nó vô để nó tham gia phá hoại ông sư Minh Tuệ. Bữa trước tôi có lên chia sẻ một clip nhưng mà có rất nhiều ý kiến có vô cũng là chữ tôi quá trời. Nó tại sao phải chữ cái gọi là hộ pháp của nó. Tôi nói cái thằng đây nó thật sự thằng đây có hộ gì chứ hộ pháp gì. Nhìn cái mặt thằng đó tôi không có tin tưởng. Qua cái kiểu cách nó nói, qua cái những hành vi nó làm, tôi không có tin tưởng bất kỳ một cái gì đó quý vị. Nó vô nó kiếm ăn đó, mới cái lem quen mà đi tu mới hai mấy ngày đó, mà cũng đó cái mưu đồ được kiếm ăn rồi đó. Mày nghĩ rằng bây giờ nó thật sự người ta cái như để mà dâng cho mày hả? Hả? Ê, bây giờ mà vô mà nói một câu đúng rồi, cũng chính thằng này vừa rồi đó, nó lên không gian mạng nó cũng tuyên bố là thu gom lại tất cả các huynh đệ mà bây giờ không tiền không điện thoại đó, rồi hỏi này bữa đấy mày nhận được bao nhiêu rồi, khi mà lên mày hô không tiền không điện thoại đó, rồi nhận được của cộng đồng bao nhiêu rồi, rồi bây giờ mày lên mày chữ chính là người mà ngày xưa mày đi theo họ, mày có phải là cái thằng hai mặt không? Ngày xưa mày theo mà tôn trọng ông sư Minh Tuệ bao nhiêu đó, thì bây giờ mày phỉ bán ông bấy nhiêu. Thứ mất dạy không có vậy, thật sự cực kỳ mất dạy. Thà nó đừng bao giờ mà nó tiếp cận ông sư Minh Tuệ, thì bây giờ nó nói sao nó nói mình không có quan trọng. Nhưng nó bây giờ cái đầu nó cũng đang cạo trọc. Nó cũng đã từng cái gọi là cái như là cũng tôn thờ ông sư Minh Tuệ, bây giờ nó quay sang nó chứ ông sư Minh Tuệ. Đây là một cái hành vi của một cái những cái kẻ mà cái thật sự đó mày đang có những cái khuyết tật gì cái tư cách rồi. Còn sư phụ là tu 8 năm rồi. Thế thì sư phụ sinh ra là để đi tu rồi. Còn Kim Cang là sinh ra không phải để đi tu. Kim Cang sinh ra là Kim Cang học tốt. Nhưng mà Kim Cang thì nào mà thấu chiến, giỏi võ, hết lòng với sư phụ, bảo vệ sư phụ để gọi là như là Tôn Ngộ Không bảo vệ sư phụ đi Tây Tạng Tây Kinh thôi. Thời gian vẫn đang chay nhá, thời gian đi uống cà phê thôi. Thật sự mình cho phép uống cà phê đi ăn chè buổi sáng. Còn vẫn ăn một bữa. Đừng quên, về Hải Dương mình đây. Sáng Kim Cang là vẫn tu hành khổ đầu đà. Nhưng mà nói với mọi người là có được, nhưng mà cà phê là ký bạn là việc chứ tôi không tiền. Tôi là bạn đấy, bạn là đại gia ở tòa nhà 7 tầng này rồi. Tôi báo bạn này, cà xa thì là để ở trong xe. Chính quyền địa phương người ta nói là bây giờ người ta là mong mình không xuất thực để sắp tắt đường. Nên là tôi mặc áo gọi là đây cũng là áo tu nhưng mà trông nó không sặc sỡ như kia là bảy sắc cầu vồng nó nổ. Thế nhưng mà tôi đi về quê là ai cũng nhận ra tôi. Thế vì tôi đẹp trai, thì khi nó khổ. Nói các bạn nhé. Thế thì thông báo của đồng mạng là Kim Cang và được thầy Minh Tuệ đặt cái tên Kim Cang. Chứ còn đâu là Kim Cang thì với mọi người thì Kim Cang chỉ xin xưng là con thôi. Chứ không có thầy bà thì đã đạt cảnh giới Phật đâu mà gọi thầy. Sư phụ Minh Tuệ, sư phụ Minh Tuệ là thầy của Kim Cang, nhưng
khi sư phụ mà sư vô với tất cả mọi người. Mày đang lợi dụng ông sư Minh Tuệ mà kiếm cơm đó. Ông sư Minh Tuệ ông không phải là thầy của mày, ông chẳng nhận mày là đệ tử. Thành bá dơ nó vẫn ăn chay đó quý vị, đây cái mâm chay của nó này. Nó vẫn ăn chay đó. Ông nội mày, mày đi, mày nói mày vẫn là thực hiện 13 hạnh đầu đà đây quý vị. Nhìn cái gì đây, bia đó, rượu thịt, phải cái mặt nó ngoài không? Mày đang mà vô mày phá ổng cho mày đâu phải mày vô mày tu, mày đâu phải mày vô mày theo ổng mà học đạo. Mày vô mày phá ổng để mày kiếm ăn chứ mày học đạo cái gì? Quý vị nghe cái đoạn của là một cái anh mà cũng đã từng đi chung với là sư Minh Tuệ, cũng đã đứng lên gọi là tố, là cũng có kẻ là nó đã nhận cái số tiền cực kỳ khủng. Sẵn là tôi chia sẻ cho quý vị nghe luôn. Nếu mà không có hộ pháp mới, mà không có gây ồn ào, mà không có bị ăn chặn tiền thì cũng đâu đến nỗi đâu. Đúng rồi, tại vì người ta được gần thầy cho người ta tiếp cận ấy. Rồi ai vào cúng dường như nào thì cứ phải tiền. Nhưng mà mình đi với thầy từ bao nhiêu tháng nay, mình chưa bao giờ mình nhận đồng tiền của người nào, nhưng mà họ mới đi được tầm khoảng nửa tháng, 10 hôm. Hỏi ra cái chuyện là họ bảo vệ thầy rồi họ lấy tiền cúng dường của thầy ấy. Họ ăn chặn rất là nhiều tiền. Có những người cúng hàng mấy trăm triệu à. Nhưng mà chắc là những người đấy nghiệp thôi, hổ báo, hoa báo nghiệp, nghiệp nặng mà. Đấy mọi người không biết đấy, như kiểu thầy Minh Thiện ấy, nhà thầy định cư bên Mỹ, nhà thầy có thiếu tiền đâu mà mọi người cứ bảo là đăng lên đi quyên góp. Mình rất là buồn ấy. Họ có làm, họ đi với thầy có 10 hôm thôi, họ đẩy bọn mình ra ngoài ấy. Mà họ kiếm được cả tiền vài tỷ à. Thực tế ra thì họ kiểu mà cạnh là nhà họ gần ấy, đất khách, đất nhà họ ấy. À, sư Minh Tuệ thì thầy vẫn biết, nhưng mà thầy bổ nghiệp của người ta, kệ người ta. Mọi người ơi, vô cùng tỉnh giác đến bây giờ bắt đầu là nó. Đấy quý vị. Vô đã kiếm ăn chính thâu, trời ơi, hộ pháp đồ gì mấy thằng này. Tự cho nó là hộ pháp, ai cho nó hộ pháp? Ông sư Minh Tuệ nào mà đặt nó là hộ pháp? Để quý vị, ông sư Minh Tuệ ông bảo rồi, ai muốn đi được thì đi chứ ông đâu có cấm, ông đâu có nhận đệ tử. Tất cả mọi người đều là huynh đệ hết trơn. Đấy. Chứ ông đâu có gọi là đâu có nhận ai là đệ tử mà cái như ông đặt tên. Tự cho mình một cái tên đó rồi thật sự nhảy chung đó rồi đi. Đó. Rồi bây giờ đó, đã có những cái hành vi của cái thằng cha gọi là cha phóng lợn rồi. Nó vô bắt đầu là cái bà già, cái bà quỳ, bà lạy nó, rồi bà rờ nó, bà rờ lên đầu, rờ nó, bà rờ trong mắt, trong mặt, trong mày đó. Đó. Rồi nó cầm cái chai nước nó đổ lên tay của bà, cho bà, nó giống như nó ban nước phép đó quý vị. Những cái loại này nó sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh sư Minh Tuệ rất nhiều. Bây giờ đó, tao khuyên cái thằng phóng lợn mà, mày nên mày im cái miệng mày đi. Chứ mày lên mày lúc nào cũng sư phụ mà mày hành như cái con khỉ khô đó. Lúc nào mày cũng hô ông sư Minh Tuệ là sư phụ của mày. Mà mày ăn gọi là mày ăn tạp, mày nói thô, mày hành cũng như thật sự như một con lanh quanh đó. Mày làm như vậy nghiệp mày nhiều lắm đó thằng phóng lợn. Mày thà mày đừng theo ông. Mày đừng bao giờ mà tiếp cận với ông từ trước giờ, thì bây giờ mày làm cái gì mà làm thì tao không có nói. Nhưng mà mày đã từng tiếp cận với ông rồi. À, bây giờ mày lên mày phí bán những cái sắc phục của ông, phí bán ngay cả cái hạnh tu của ông. Mày giữ 13 hạnh đầu đà, mày chui cái mỏ của mày, mày vô bằng nhậu mày ngồi làm gì? Mày uống ly cà phê mà còn lách lách nữa. Rồi nó thật sự đó,
cái hạnh đầu đà gì của mày mà mày nó thật sự mà còn lên xe xuống cổ mày, rồi tối rồi mày ngủ chay hơn ngủ mặn. Quý vị thấy không? Ngay từ đầu thằng này nó vô nó có cái ý đồ của gì? Thằng này nó vô nó có ý đồ rồi, chứ không phải thằng này nó vô đơn thuần là đi bảo vệ trong sư Minh Tuệ. Ngay từ đầu tôi đã nhìn ra cái bản chất thằng này rồi. Đó. Ngay từ đầu đã nhìn ra bản chất thằng này rồi. Có những thước phim, có những thước phim nó còn có quyền để mà nó thật sự nó còn để mà nó kêu gọi cho y áo của người này người nọ nữa kia. Rồi từ từ tôi sẽ lập thằng này ra từng chút một cho quý vị thấy. Khủng khiếp lắm, thằng sống lợn này nó khủng khiếp lắm. Cho nên người cháu mà lên cái báo công thương vừa qua đó, mà lên để tố giác nó bỏ vợ bỏ con đi là hoàn toàn chuẩn xác. À. Báo công thương là một trong những cái cơ quan ngôn luận là chính thống. Khi người ta đăng tải bất kỳ một cái gì đó, người ta cũng phải có xác minh đó quý vị. Chứ không phải là người ta nghe rồi người ta đăng tải đâu. À, cho báo ngôn cái chỗ báo công thương vừa qua mà đăng tin cái thằng cái gọi là cái thằng phóng lợn rồi đó, à, là người ta có nghiên cứu kỹ rồi, người ta cũng xác minh rồi, người ta mới dám đăng tin. Và đến bây giờ bản chất thật thằng này nó đã lộ đó, lộ quá rõ ràng luôn. À, bây giờ mày đặt lên đó rồi cứ như là nghe người ta gọi bằng thầy là sướng một tiếng con mắt ra. Mà một cái thằng nó mù chữ, một cái thằng mù chữ đi theo sư Minh Tuệ được có hai mấy ngày, bây giờ là người ta gọi nó bằng thầy nó sướng. À, trời ơi, chẳng biết khiêm tốn trận trời chú. Bỏ chú ơi nha. À, phóng bỏ đi em tào lao. À, thưa quý vị, à, cái buổi trò chuyện hôm nay tới đây thì tôi cũng xin phép tất cả quý vị cho tôi kết thúc tại đây. À, một lần nữa kính chúc tất cả quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. À, quý vị vui lòng cho xin một like. À, quý vị nào chưa đăng ký kênh vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh. Xin nghe cho thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Bye bye tất cả quý vị, hẹn lại quý vị vào cái chương trình trò chuyện tiếp theo ạ.